Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh A8 đúc, hay như chúng ta thường hay còn gọi là dàn lạnh vuông, chuyên độ chế. Dòng sản phẩm này là được sản xuất bởi công ty HBS, một trong những công ty nổi tiếng của Trung Quốc về thương hiệu dàn nóng, dàn lạnh chuyên độ chế cho tới thời điểm hiện tại. Với cái mẫu dàn ngày hôm nay em gửi tới anh em là cái mẫu sản phẩm, cái dàn vuông này thì nó đã bao gồm van. Với cái dàn A8 này thì nó cũng sẽ có sản phẩm liền van và có sản phẩm mà chưa bao gồm van. Đấy. Vâng. Và đây chính là cái hình thức của nó sẽ là hình vuông. Cái lõi dàn của nó là 21,5 dày 7, một trong những loại dàn rất là dễ độ chế cho những dòng xe tàu, nhất là dòng xe Takupholan. Đấy, vô tông. Đây là cái hai đường ra của nó, một đường hồi, một đường phin. Trên đây là sẽ đã bắt sẵn van tiết lưu. Đây là cái đường ống dẫn nước, đường ống dẫn thoát nước của dàn. Đấy. Khi anh em lắp vào thì chúng ta sẽ xoay dàn theo ý, và đây chính là cái ống thoát nước thải của nó. Anh em nhìn nhá, đây là mặt trước này. Đây là mặt sau. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh chuyên độ chế A8 đúc. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.